Xin chào anh em. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em cái mẹo thì dùng kích để mồi cho giun hoạt động. Thì cái mẹo này thì anh em cũng đã làm trên mạng rất là nhiều rồi. Nhưng mà điều quan trọng hôm nay ấy, thì mình muốn chia sẻ với anh em ấy, thì đó là chính là mình lấy cái kích điện tự làm của mình, tự làm lấy nhá. Hệ 24V 2000W mồi cho con giun này hoạt động. Đấy. Thì mình cũng những cái video chưa được trước ấy, mình cũng đã hứa với anh em là khi làm xong kích thì mình sẽ sử dụng xem nó có hoạt động, thử cái tự làm của mình ấy, nó có hoạt động ok không, kích cho giun hoạt động có tốt không. Thì bây giờ mình sẽ không dài dòng nữa, thì mình sẽ thử ngắt điện lưới đi. Đó, anh em nhìn này, đây là điện lưới nhá, mình sẽ ngắt đi này. Đó, anh em nhìn nhá, nó mất hết rồi. Thì bây giờ nó đang mất hết, thì bây giờ mình sẽ bật cái kích của mình, anh em nhìn nhá, mình sẽ bật cái kích của mình. Đấy, nhìn. Đấy, nó sẽ tự động hoàn toàn. Khi mình bật cái kích của mình lên thì bây giờ mình sẽ bật con giun. Bật con giun lên như này. Đấy, con giun nó lên. Và lại một lúc con giun nó mới bắt đầu hoạt động anh em nhé. Đấy, để mình xem hoạt động rồi. Thì mình đang dùng, nhà mình đang dùng là 450W. Rồi, con giun nó nhảy được 450W. Rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ bật thêm một cái máy tính này và một cái quạt. Mình sẽ bật máy tính này. Đó. Mình bật luôn một cái quạt lên số 3 luôn anh em nhé. 1, 2, 3. Mình sẽ bật máy tính. Và mình cũng sẽ bật thêm một cái TV. Nhìn nè, đang lên. Rồi, bật thêm. Rồi. Sẽ bật thêm con TV. Thì anh em này, thì bây giờ con giun của mình nó đang hòa được là 240W. Mình cho nó im lặng á, xong mình nó dính bản quyền tiếng. Thì con giun mình bây giờ nó đang hòa được 260W mà đang sử dụng điện từ cái con kích tự làm này của mình để mồi cho nó hoạt động. Thì cái video này mình đã thấy và mình đã chia sẻ với anh em, nó hoạt động rất là tốt và ổn định. Thì bây giờ mình sẽ theo dõi cái này một lúc và mình kiểm tra tần số của cái này, nó đo cái kích của mình xem tần số nó ổn định hay không và điện áp của nó thế nào. Điện áp nó đo được là 222V và tần số 50Hz anh em. Sóng sim chuẩn. Đấy. Ok. Mình sẽ bật thêm một cái quạt trần anh em nhé. Quạt trần. Thì bây giờ nó là 9 giờ anh em. Mình sẽ bật thêm một cái quạt trần. Đó. Quạt trần anh em này. Đấy, nó đang quay. Bật thêm quạt trần thì bắt đầu cái con giun này bắt đầu nó lên là 264W. Thì cái kích điện mình đang phải bù vào là 40W anh em ơi. Vì bây giờ là 9 giờ, cái hướng nhà mình thì cái tầm buổi sáng thì bắt đầu 9 giờ hơn bắt đầu nó mới nắng đỉnh vào. Cái điểm nắng đỉnh nó mới đến. Thì chắc thêm một lúc nữa là ok anh em ạ. Thì là nó hòa được hết. Điều quan trọng hôm nay mình chia sẻ với anh em thì cái kích điện và cái mên mình, cái mên trắng ấy mình mua ở trên Shopee ấy, mình về mình làm thì nó là ok anh em nhé. Làm được cái kích điện 2000W, 4000A ra sim chuẩn luôn. Sẽ ra sim chuẩn. Thì anh em cũng có thể mua cái mạch đấy anh em làm. Đấy, anh em nhìn này, bây giờ nó lên là 270W, bù vào là 30W thôi. Đó. Thì đến bây giờ và đến lúc thời điểm này thì anh em có thể làm một cái kích như mình và không bao giờ phải lo đến chuyện mất điện. Đây là một coi như là một hệ độc lập, không sợ mất điện hay là không có điện EVN. Thì
thì mình vẫn có thể sử dụng được toàn bộ điện gia đình mà không bị tiêu hao nhiều, bởi vì đây là cái kết hợp sẽ không bị tiêu hao. Khi anh em dùng cái kích mồi cho con phun hoạt động thì cái giải điện áp của con phun nó cao ấy, thì nó không bị tiêu hao như mình sử dụng hệ 24 và hệ 12 sẽ tiêu hao rất nhiều anh em nhé. Đó. Nó hoạt động rất ok. Và đây nó là hai dưới này thì cái đồng hồ này thì nó báo không đúng đâu nha, mình lắp vào thì cho nó vui thôi, lắp vào cho nó đẹp thôi. Đấy, nhìn này, nó đang hòa được 274W và cái điện áp của tấm pin của mình, của pin hệ áp quy của mình bây giờ là 27,8V, còn rất lâu mới hết anh ạ. Còn cái hai cái pin là mình nó cũng đầy này, 12V6 này, mình đang test thử cái sạc. Thì bây giờ anh em nhìn này, nó là 9 giờ. Đấy. Bật trần thì bật số to nhất, số 5. Máy tính bật, quạt bật, tivi bật, anh em thấy không? Và điện ăn rất là ít thôi. Đó. Phải nói là hoạt động rất ok và êm ái. Thì nếu anh em làm và cái mẹo như này thì xin chúc anh em thành công. Xin chào tất cả anh em.